Ok, và hai sư bạn đã trở lại với channel của mình là Hành Trung Game bên đây. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series 5 Go Play ha. Và hôm nay bây giờ là trời 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 ơi cái gì vậy Dương? Sao đại ca Ôi. đứng giữa đường vậy vậy ca? Ê ê mày, hồi nãy mày tông anh sao mày té mày? Ủa đây đại Ê ca ngồi người vô má như hút gỗ giờ mới té té nè. Trời ơi. delay Mới tông mình nửa tiếng sau mình té các bạn à, mình gì đây quỷ đau trên lộn xuống đây à, mày đâu ra em đây đây Trường? em mới từ trên trời rơi xuống á. Ủa mặc bộ đồ quen như vậy đồ này thấy ngầu không em mới mua á. mua Ê, gì vậy? đậu mà được cho mày mua mày xạo Sao đâu, này bộ này em mua trên shop kẻ đích đó à. Hơi bị credit sền, hơi bị sền. rồi ai sẽ bằng đôi cánh của anh không, đôi cánh ác quỷ. Đây đây hãy gọi anh là trung ác quỷ à, ngầu Này phải thêm cái sừng nữa mới thành ác quỷ được. chưa? Không Cái mày mọi trong số mới có cái sừng đó rồi. có cái sừng hả? Mọi đại ca vừa bị Không cắm sừng xong nó đeo sừng vô hộp á. à, mày Đúng. chơi anh nói cúng nạn gì chứ. Rồi đến nghe điện thoại cái giờ này má lâu ngày mới có điện thoại, nghe điện thoại cái alo cố vấn đồn cảnh sát lợi đó đi xin nghe nào gọi vậy. Đại ca mày nè, Tại sao mày đang nào hả? người đã giúp đỡ mày lên được ngày hôm nay. Sao vậy? Thằng mày là em bi hả? Điện thoại quá, có gì cho mày nè làm không? Ê, hình như ông bi gọi anh thiệt. Mày gái ông bi không? Để Ôi mày đụng chứ à, bài. mày đang chẳng với tao hỏi. Chảnh gì dạo này có thằng ngoài nói giọng nói chen không à, mà không biết khỏi ông bi không nữa. Bây giờ chứng minh đi, bây giờ ra gặp mặt nghe ông Mày gặp ơi. Chứ không gọi điện thoại mày nữa, xíu thôi. mặt đúng không? Không biết cha ơi cha phải ông bi không nữa bây giờ. Nếu ông bi thiệt thì cho địa điểm hẹn đi anh em ra nói chuyện, không có chuyện Mày họ đâu. mày muốn số điện thoại của tao mày chịu mày không biết bị Ờ mẹ ông ơi bữa mà có nào đi chăng không à, ông ơi ra gặp mặt đi cho sư cho địa điểm ra đi. việc này là lương là 20 triệu mày không đủ mày nấu quá thôi 20 triệu hả? Ừ làm đúng nào rồi. làm chứ gọi Mày này anh thì này tin ông thiệt ông bi rồi. xuống hậu tao mày dám mà lật lọng mày kêu hả? Không phải tao mày Trời ơi lật lộn không làm gì ông mày nội, nó đánh đi. thiệt. Nó thiệt là mấy nay có thằng y chang không à, nó nói nó là em họ không á. Mày gặp thằng nó mày đá vô cổ mỏm nó một cái nó cho mày 500 ngàn. Rồi 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 để bữa nào tôi đá rồi tôi quay clip lại tôi gửi ông coi cho. Tụi mày nè, Cái gì? tao đang theo dõi cái bất động sản ở ngoài nông thôn mà thấy cũng ngon lành lắm. Giờ đây có việc vào trong đây à. Tao Bất đang động ở sản ngoài nông bên thôn hả? Hàng đâu? thu hoạch muối à. Quạch muối hả? Ông đi bán muối không nội? Mày bán muối với tao bán muối với mày. Không bán muối á. Mày ra đây thì tao bán muối. Rồi 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 Ừ. để ra liền. Ông bán muối chứ tôi có bán muối gì. Rồi bán muối. Không bán muối á. Mày ra đây chơi bán muối. Giờ ông đang đâu bà chỗ bán muối đúng không? Bán muối. Bán muối hả? Ừ. Rồi để ra liền. Em mày ở ngoài Sao thành phố vậy? mình cũng có chỗ nào gọi là chỗ bán muối nữa hả mày? Đúng rồi, Bán có muối khu hả? khu muối là chỗ sa mạc Có mà. bán Gì à, như là chỗ bán quan tài đúng khu à, rồi. khu à có khai thác muối nữa hả? Anh mới nghe lần đầu luôn á. Rồi Đúng rồi rồi. đi xe lên tụi em ông bi gặp thì có vụ gì 20 triệu gì kìa đi anh em ơi. Ai chịu á, ngon Trời rồi. ơi con xe trắng con nào đẹp vậy má, khóa cửa nữa mấy này trong đồ mà anh em nhau không tin tưởng nhau sao á. Có Khóa xe cửa à? nữa. Ê con xe xanh nào, đi xe xanh đi, Xe này xe lỗ của mày. sultan đi cũng được nè. Ờ mà Sao có gì khỏi đẹp cái vàng nhà đi đi chứ, đi chuyến này cho anh em tình cảm mấy lâu rồi không đi cùng xe mày. hả? Không làm như À tình quen cảm thân đúng đúng không? anh muốn tình cảm đúng không? Về để em xài đồ anh nè. Bước khùng với mày. Dạ anh em mình đi đi bán muối các bạn. Đi đi ra con muối gặp Xạo thiệt chứ. ông bây giờ đeo mặt nạ vô đi mấy quỷ à, cánh ác quỷ nè má. Anh có cần đeo cánh nhìn hợp không, nhìn anh chiến không? Không, nhìn anh giống như mấy thằng dơi mắc cạn vậy. Dê mắc cạn, dê mắc cạn mà nháo đó mày, mày chế độ mày dê ta bay mà dê mắc cạn làm dê là con cá vậy đó. Sao hôm nào gọi vậy nên ra Thằng bi chứ nào ui ai phải bay như vậy không biết bi hả? nữa, không biết bi hả, Bi bi là em chú nữa, cục à? không biết thằng bi em thằng bi anh nữa. Từ từ để ai coi coi mốt mình kêu là bi em với bi anh đi ha, Mọi dễ kêu. hàng đó láo nháo quá rồi đó. Không biết Lâu lắm nào rồi, là nào ấy. lâu lắm rồi mới gặp lại ông bi nè, không biết phải ông bi nữa. Anh chạy ra không?
Rồi báo rồi, báo rồi. Báo báo dễ báo lắm. À, lâu ngày không gặp đại ca những báo như xưa. Mày mới báo á. Ví dụ ngày qua xui ơi chứ anh có báo đâu. Không, ví dụ gì nữa. Hả? Qua ví dụ gì? Ví dụ gì đâu? Sao anh nói ví dụ gì quên xui gì? Chuyện qua quên rồi. Mời. Vậy có gì kể em nghe chơi. Mày mấy không kể mày. Ừ, không kể. Đi mắc kể. Ừ, chứ. Tuy nhiên phải kể mày nghe, mày giống đại ca quá rồi đó. Đúng rồi, em đại ca mà. Mời đại ca xuống dưới bộ mày. Ờ thôi 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 thôi. Đại ca. Em làm miếng đi bộ. Miếng đi bộ không? Em giờ chỉ ngồi xe thôi, không có thích đi bộ, không thích tập thể dục. Quýnh mày luôn giờ chứ mày kêu láo không? Dạo này mày lên cảnh sát mày lên mặt hả mày? Làm cảnh sát mày quá mày nhiễm hả mày? Mày biết ở đây anh em là anh em gọi gì không? Sao rồi sao? Anh nói anh em mình ở đây là anh em gì? Rồi mình là anh em Lưu Sơn Bạc. Anh em gì? Lưu Sơn Bạc cái gì? Ừ đúng đúng đúng. Mày còn quên gốc gác của anh em mình. Thằng này được. Mày coi anh em Lưu Sơn Bạc. Ê mày cảnh sát 10 năm rồi. Ê mày anh em cứ gánh vô anh không cần đụng vô với lăng anh vẫn lái được nè. Ờ ok. Đôi cánh lái vô anh ha. Đúng đề đúng chắc đại ca chưa? Không à, không người thấy đại ca vừa chống nạnh vừa lái. Ừ. Xe tự lái mà mày. Chắc là đại ca đây làm tài xế cho mày. Khu này cũng rồi. Xong. Không gì bây giờ. Ui không bị thiệt, bị thiệt, bị thiệt. Rồi đây. Tụi quần số, anh chạy dưới đây. Tụi chạy dưới như vậy. Chạy chạy chạy. Quýnh chạy đây. Quá lắng trời nói vậy. Quá cái này là anh chưa tại anh Dương nha, không phải tại em nha. Thôi má. Tự chọc bóng lâu lâu, lâu lâu chọc vô. Ông bạo lên kìa. Má đầu gì quạo với cha già này. Gì quạo với cha nội, lâu ngày gặp lại quạo với vậy, giỡn chơi chút quạo với cha. Kìa biểu mày. Mười dương kỹ. Chạy không, chạy không lại đâu, chạy không hết đâu, quay lại đi. Con này chiên chọc chó chạy các bạn. Mày quỳ xuống bú thì súng đâu. Ghê ghê quá cha ơi. Liếm liếm bút chuối không à. Thôi chú làm bà công chuyện ra kìa. Ừ công chuyện đi. Thôi ơi gì cha nội ơi lớn rồi đừng vậy nha. Bà công chuyện đi. Liếm. Thôi không biết gì hết hả, dễ quá. À em cưng, anh nợ, anh nợ. Thôi quá, mẫn cái chim chóc bay từ lưa hết trơn. Xong dạ. Dạ mày, vậy? Mày còn làm nghề không? Nghề gì? Nghề làm gì? Mày nghe không hiểu lắm. Đại ca nói với chị nè. Nói ra coi, nói ra nào. Nghề đá xe. Đá xe hả? Nói chung là cái nghề này cũng tương đối thất truyền cho thành phố rồi. Lấy giá thì làm mình vẫn làm, mình lấy giá hơi cao xíu thôi. Thì từ nãy tao nói mày nói 20 triệu làm không? Làm, làm liền. Nghề này đã được tìm lại rồi. Tôi chợt nhớ lại là cái nghề này đã được tìm lại rồi. Đúng không Dương? Rồi, đúng, đúng, tìm lại không? Ừ. 20 triệu quan mày tự xử nha, không có thêm nha. Rồi mấy ơi, 2 triệu dứt. Dạo này tiền bạc có vẻ ông bụng bỉnh quá nhờ. Chứ sao đâu mày, tao còn VIP cấp 2 lần xưa nữa. Rồi VIP cấp 2 lần xưa luôn hả? Được, được, được. Xe ơi. Thôi ra, ra. Nó màu vàng không? Dạ, 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 dạ. Quỷ, chào ông ngại mày.
Mẹ tao gặp lại khách hàng của mình mà tao bay bị gì bị chọc quen rồi. Khách hàng là ông đế mà. Cái đầu mày, cái cảnh cáo mày. Thôi được rồi. Mấy anh em với nhau không mà có đâu quậu gì vậy? Bắn cái đầu con cái làm dữ mày. Mày đâu có đâu, nó làm dữ vậy. Có đâu. Nó bắn mấy cái anh em đầu không con mà, cái. ông lớn mà ông chấp mấy anh em quá à. Thôi đừng bắn nó. Trận sao, nhiệm vụ sao, nhanh đi. Giúp tụi mày kiếm tiền, tụi mày bắt nháo với tao. Đâu nó giỡn đúng không anh em, nãy tụi mày giỡn đúng Sợ không, mọi người giỡn mà. giỡn mà đúng không, ai làm gì đâu kìa, sửa xe lại cho ông kìa, anh em quý nhau Thì vậy thôi mày liếm cứ đái nè, mày đái nè. đâu lao Không có để nữa đâu, để tự phơi khô mà. đó, Không cần liếm. nó phơi hành muối Gì dưới hơi đầu cha ơi, mạnh mặn mẽ đi, sắp mặn hết thời gian không? sắp hết thời gian á. Rồi thôi nói lại đây, vụ gì? Cái chỗ mà cái bến cảng sân bay tư nhân biết không? Bến cảng sân bay tư nhân hả, trong phố hả? Đúng rồi, trong phố À, bến cảng máy bay màu cam đúng không? cái chiếc Lambo Rockstar à, đó lùm chiếc đó đi, Chiếc đó làm gì mà tới 20 triệu vậy hả? chiếc nó hàng hiếm mà cái tem Rockstar đặc biệt lắm. Vậy hả? Từ lấy tao chạy mà chạy đó, lấy đi. 20 triệu hả? Hàng hiếm vậy hả? 25 triệu. Là hiếm lắm không? Là hiếm lắm thì 30 triệu. Ê, được rồi. Ai tự gì tự tự hai chục được rồi, bình tĩnh em, chọc trái làm gì quậu với cha. nóng quá Ừ, dạo này vợ vợ con giận hờn sao mà nóng như vậy. giờ nào tao nhiều vợ lắm, Dạ, ông có vợ nữa nhiều lắm, nhiều lắm. Thôi ngồi vậy em xin số hỏi nha, vợ ơi. Khoan khoan khoan, má cướp xe của tụi nào vậy, hỏi cái cho chắc cái. ai biết cái tụi đủ nó mặc đồ cam hết, tao không biết tụi nào nữa. Cam hết hả? Ừ, tụi nó cam lè Nghe à, lại vậy? Khỏi đây rồi, nói để anh em tôi xử cho. Đi nè. à, đi đi Xong rồi gọi ông nha, ông dạ. ok mày má Ê, anh đau đau đau. đi 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 mày đi này đi. gì vậy ông già, ông bắn thằng em tôi vậy ơ? Anh chỉ tống đâu mà thôi cho quỷ đó về vậy đi, anh mày đi trước đi Dương ơi, à đi 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 mượn xe này đi ông nội ơi, trễ giờ rồi. À, được rồi, cho nó nằm đó với ông Bi đi. Mượn chiếc này đi xíu nha, đi có chuyện nữa. đừng 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 Ai rồi mày, không hỏi mày. Cho mày đọc lá giáo bi luôn. Ý mày ơi. Đích trên trường sẽ nở hoa. Mà xong rồi, xong rồi. Mày không biết sợ đó Em mày. Quầy. không nghĩ là anh Bi gu mặn tới vậy đâu. Mẹ xe ông Bi bữa nay ông chơi biển số thiệt luôn mày ơi, ông mua biển số luôn nè, 163 81. Chiếc này mấy nút ta? Hoài 9 dư 9 hả? Ờ không, chín 10, 9 nút luôn hả? Đúng không? 10 chín lúc rồi, chín lúc rồi, 163 là 10 nè bạn, 381 là nhiêu? không có chín là tám 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 Ừ, một chín 81 là 9, 163 là 10 nút đó bạn, đó là tính không rồi đúng không? 81 là 9, 9 nút các bạn ơi. Máy dữ vậy trời, dữ dội đỉnh mà vậy. cứ lâu lâu xuất hiện là Máy lâu lâu xuất hiện là thấy thay đổi nhiều quá ha. Anh em mình lên đời đúng là mẹ ông nội này cũng lên đời heo nữa. à già này còn lấy 20 triệu hả? Đây Chiếc gốc ta vậy mày, nghe nói hàng hiếm lắm. Của gốc à. ta Lambo gì đó, Lambo kết hợp với GTA 5, ra chiếc xe đó hay gì mà siêu phẩm. Khứa này mình lấy 2 triệu và khứa lấy bao nhiêu nữa mấy gì thôi, anh em mình cướp về nhà đậu luôn mày ơi, mà có lấy luôn bán được mày không, được không? mình lấy luôn mày, nhưng mà em nghĩ là ở này căng á, căng mới 2 triệu á, dễ gì khứa này đưa tiền Đầu để tới nơi rồi rồi sao? lấy Rồi từ đúng rồi, phải tắt khứa cái ra, cái tắt cái ra cái để ông theo dõi. nói mời mời Quên 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 quên. nó không khứa bị lại nói với tụi nào rồi nha, tụi Tụi áo cái đồng mà cam. vô cam, cái đồng mà vô cam Chắc tụi chắc đọc cho cam á. Chắc đọc cho cam mà tụi nào không mày? này mới nổi trong thành phố á, tụi chắc đồng bò vô cam với tụi nó ngáo lắm. Ui. Ui, mèo gà 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 Ủa rồi chiếc kia đâu? Chiếc nào không nói đâu, làm bù gốc style gì đâu. Làm gì có. Để trong kho gì
Ồ má tụi chích độc Telegram kìa. Nó làm gì nó tập tạ kìa. Nó làm như mày. Ủa, chiếc xe chính giữa đó, đúng không mày? Phải không mày ơi? Sao quá không mày ơi? Mình lấy cái này nè. Mình lên mấy nhà này nhìn được không? Mấy nhà này sao leo qua được mày? Anh nhảy cái qua liền gì? Qua được không? Đại xin đại ca, ngày nay em làm một lần duy nhất thôi nha. Rồi. Qua được mày? Mọi người đâu rồi? Lên dưới của Bến Hiền Gia Cam em ơi. À, cái tiền lỗ đít em đau quá. Ai hả? Quá vậy? Ai hả? Rồi đó anh. Hay không? À, anh ba cũng vậy rồi, mày ba không kênh á. Quay quá cộng kênh cực luôn Dương. Nằm xuống mày. Có xe màu đen đó hả? Phải xe màu đen mày sao á, để bò lại lấy lại gần nhìn đây. Có cái cánh này mà anh tin đập cánh rớt xuống được không? Cái xe nóng chạy. Khó nhìn quá à, sao á? Ừ, sao á. Mà tụi nó đông vậy sao vô cướp được mày? À, giờ đợi anh Trường đây không? Hay là mình làm luôn? Đợi con Trường nó quá. Trường ơi, lên cho nó lại đi Trường ơi. Để anh với người đi cứu được. Em tới nhà tù rồi. Ừ. Xuống cái này Dương ơi, kiếm đường xuống cái mày. Bỏ xuống mày, chạy canh nhé. Thôi chạy đi em. Này leo nhảy xuống chết không? Hóa anh lộn xin bé đâu? Chết được, sao chết được? Xuống dưới này mày. Mình qua cái bến này nè, rõ nè. Ông bến ông nó thấy không? Mày xuống bờ luôn, xuống bờ luôn nè. Xuống rồi. Còn có thằng AK canh ngoài kia kìa. Ôi có thằng ơi mày ơi. Lên bờ. Lên bờ. Má đúng lúc nó ra bờ luôn mày. Nó lên lại. Nó đằng nó chạy à. Cái chiếc xe nó nằm bên tụi nó thì sao mình qua được ta? Trường mày ra mày phải có con Trường đi đánh lạc hướng nó mới được. Đúng rồi. Đúng rồi, phải có thằng đánh lạc hướng ở cổng trước. Còn đây mình... Em chạy tới bệnh viện nè, đại tí. Rồng xuống phía hồ bơi để mình lên mình cướp đúng không? Đúng rồi. Qua đây Dương có cái bụi đây nè. Tụi chắc độc rồi da cam các bạn ạ. À. Má anh mình up đi team mình không có đeo theo súng các bạn ạ, à, không có nổ súng được. Sao ta? Gì? Đại ca có súng mà. Cũng đâu. Súng vừa hén đại ca đó. Má không lo. Gì vậy? Quỷ nhỏ này ơi. Không có cái súng nước giữ em xài. Chạy tới nè. Tới giờ mày ra cổng chính mày đánh lại hướng đó đi. Bóp còi anh nổi mày giả bộ mày hỏi đường đi em. Mày đi chết quậy nữa mày ơi. Chỉ sợ tụi nó bắt cóc mày không nữa. Không mày ơi không sao đâu. Ủa ai chịu vô kìa. Mày vô mày quậy. Quậy cho nó thấy. Ừ, cho nó chạy ra nó tìm mày đi. Mấy này giống ở tù ra rồi ra. Tù này lạ lắm mày ơi. Bỏ ra theo anh. Ê, nó bu ra kìa, dư. Cái bạch có tác dụng còn hằng thôi. Mình xuống em. Nhanh. Bỏ hai hằng lại. Ê, đúng rồi. Đã gần mấy ấy mày ơi, đúng là xe này. Biết miệng mày ơi, lại tới nơi mới hiện. Mày đang muốn nghe tên cái đề cạn này kìa. Đây rồi. Còn hằng mày ơi. Tốc độ nha, bây giờ tốc độ nha. 1, 2, 3, anh em lên nha. 1, 2, 3, let's go. Lâm. Wow. Ê, mấy thằng ngu, mấy thằng ngu. Mày quỷ đứng lại mày. Mày nào mày. Giờ khác mày. Nó bắn mày ơi. Giờ sao chạy xuống đây được đại ca? Chạy đi nè, má nó bắn em. Mình chạy xong không được ra, mình xong rồi. Không, anh nghĩ có đường này nè. Đường này đi được không? Đường này. Anh muốn đóng cái cửa xe. Đường này có đường cùng không mày? Không, anh được cục, anh chạy xuống cống mày. Ở đâu, ui. Không, nguy hiểm quá, ui. Anh quay lại chạy thẳng chạy xuống cống chạy được. Lấy xe tao mày. Lấy xe mày. Qua đây đúng không? Đúng rồi. Mày xíu thì xuống nước rồi lại trả báo rồi. Em bọc xuống cống hỗ trợ. Xe này nó đẹp các bạn ạ.
Wow. Đóng cái cửa lại cho anh đi. Ê, chết mẹ rồi cái cửa rồi. Tí em sửa cho. À, mất miếng tem rồi. Nè mấy chắc cọp da cam này dễ. Nó đi sưu tàn rồi, sao nó dí nổi mình mày. Đúng rồi, nhưng mà nó đông lắm á. Nó súng rồi. Đúng theo mày. Đúng theo. Chạy theo tao chưa mày? Yo, chọc tôi đó à. Xuống xe mày. Xe mày. Rồi mày chạy xe tao chưa? Xuống xe. Xuống xe. Rồi mày xuống xe chưa? Chọc. Chưa xuống xe. Vô. Xuống xe tụi mày. Mày tụi mày xuống xe chưa? Mày xuống xe chưa? Mắt mày xuống xe chưa? Mày lại gì mày? Mày xuống xe chưa? Mày xuống xe mày. Mày xuống xe chưa? 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 Mày xuống xe chưa má nó đông miệng đúng là nó không nhanh mà nó đông miệng lắm mày vậy đâu mày đúng đây chưa tụi mày sẽ trả xe tao chưa mày có trả xe tao á trả xe tao chưa nó mới đã đông mà nó đi nữa rồi lâu lắm rồi mới vô thành phố trẻ để anh dạy tụi nó dạy được cơ bản nha. À đừng có trẻ em mà được rồi. Để anh kiếm ra được cơ bản. Mày lượn chim cút vô khái đi trường, tăng tốc chạy trước đi trường. Bao giờ cần anh gọi lại. Để ok 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 ok. Để anh thể hiện cho bạn coi một cái này đứng cửa. Không. Mày mới xuống xe á. Mày chạy xe tao chưa? Chạy xe tao mày. Mày được cái vui. Vui vui các bạn. À, giờ là thành phố xuất hiện nhiều băng đảng rồi là kỳ lắm rồi. Độc lạ không à. Băng đảng này thiệt chứ bỏ túi các bạn. À, trả xe tao mày. Ừ. Ê, băng đảng này quen lắm mày. Băng đảng này giống như hôm bữa mình cướp nó xe của nó đi hẹo xinh lắm mày. Không, à, sao mấy này quá mà sao nó chơi thằng ngon không vậy? Mấy này chắc cũng đi cướp gì thôi. À, chạy dài đường mất con dấu rồi. Chạy xe chứ mày. Chạy xe chưa? Chạy xe chưa? Chẳng hết xe rồi. Chạy xe đâu? Đó, biết chưa? Biết chưa? Lên 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 lên. Ui mày. Bay được rồi. Ừ, nó kêu mình là mấy nhóc cây dương. Quá dễ nghe mày. Muốn một xíu, anh dần ra mày đi, xíu mình dẫn nó ra biên giới đi. Anh về đây địa đồ lấy súng bắn mày này rồi. Mấy này quá hài các bạn ơi. Mày mà đánh giá tụi này là cái độ chi đuổi là 1 điểm các bạn ạ. Nhưng sự làm đối phương cười là 9 điểm các bạn ạ. Ôi, để em ghé vô lò độ, nhớ lò độ quá. Nhớ lo đội vậy nha, lâu rồi không biết. Mời. Trời ơi, ổng làm gì nó cũng té. Ê, ở đây có đường hầm mà đến dắt nó vô đường hầm. Còn ma bắt nó chơi. Chạy được không vậy? Ờ, đụng kìa. Chạy xe mày, chạy xe chưa? Hai mày có chạy xe đâu chưa? Chạy xe mày. Mày, mày chạy xe đâu chưa? Chạy xe tao rồi. Ui, má vô đây tông rồi. Tao là Batman đây, tụi mày chạy xe đâu chưa? Mày chạy xe tao mày. Mày chạy xe đâu chưa? Cũng nè. Chú nhỏ. Ờ, tông má banh rành luôn mày. À, nát cái xe luôn á. Ừ, má muốn nát xe luôn nè. Mày kêu ai nhắc mày? Đụng thôi, đụng nè. Đụng đó. Đụng đó. Đụng xe gì đây? Chúng ra nhanh nè. Mày đứa cái đó. Đù cướp xe trong ống cống. Mày đâu chạy dữ mày. Mày chạy dữ mày. Đi mày. Mẹ mày. Chạy xe ra đây. Ừ mẹ mày. Chạy nó đồng mày. Không mình đó mày. Bà mẹ nó tông mày. Cứu trường ơi. Cứu trường ơi. Trường ơi trường. Chết rồi. Đây 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 đây. Trường. Mà gì đây trường mày. Trường. À. Chạy xe ra. Chạy xe ra. Nó bắn kìa. Chạy đi. Chạy đi.
nó đè nó xe rồi tôi ơi. Mé mày, mé quỷ, tụi mày được không? Đây á, mày được không? Luôn ra cứu trường, cứu trường. Thôi em chặn rồi nè, chạy ra anh ơi. Đây, chạy vô luôn rồi. Ai á. Chạy Dương quá bị sao này chạy chậm vậy hả? Ở đây như có là khúc trái đất mạnh đó mày ơi. Em biết con đường nè. Đại ca ơi quay lại đại ca quay lại quay lại đâu đây nè đây nè sau lưng anh đang chạy đi lên đây nè đây nè anh đang chạy lên nó đang nè, anh nè anh vòng lại anh rồi xuống rồi, không còn chiếc xe của mình kìa, cướp 20 triệu. Nó 20 triệu từ từ mình đã chẹt nó xíu. Bình tĩnh mày ơi, làm gì quýnh như vậy. Cốp nhau à. Nó bắn kìa. Má còn chiếc xe 20 triệu nữa. Ui da. Sao anh bị què gì mày ơi, anh bị thương rồi. Anh chạy chậm lắm. Dự xe rồi sao chạy. Chạy. Xe hư rồi, anh Dương đâu mà anh Dương. Chạy. Dương ơi, leo lên chiếc xe Dương. Được không? Đem. À, chạy đi xa. Đang chạy đây vậy. Mày nãy sao quăng gì này nè. Để em tìm cách ngay. Ừ tìm cách đi anh. Ấy à. Mẹ không có dụng khí nữa bạn. Ừ mày có ma sống không trời ơi. Có mày. Ổn không? Má anh trẻ này coi quỷ nó dí anh dữ lắm. Trộm xe. Các bạn, mình bị thương các bạn, mình què què rồi, mình chạy chậm quá. Để mình lên đảo này các bạn. Mình chim cút cái này một vòng á. Ua. Cố chạy đi anh Dương ơi. Để tìm cách chạy. Mà lấy được xe chưa Dương? Dương. Dạ em nghe rồi đó. Lấy được xe chưa? Em lấy được rồi nè, em chạy nha. Chạy đi. Nhưng mà đón anh đi Huy. Mày chạy đâu rồi? Để em đi sửa xe cái, em đón là anh nào. Được không? Thôi là em cũng đi sửa xe đấy, em cũng sửa xe cái. Anh lên đường hầm, anh chạy lên đường hầm. Ok. Ừ, để anh chạy lên đường hầm. Đi anh Dương ơi. Lộn, tưởng người quen. Lộn hăng ơi, cha nội. Đừng quýnh tao. Cho tiền mày nè. Cho hả mày, khỏi mày. Quỷ xe nào đây vậy, chạy đi. Xe mày á, chạy đi. Đừng với tao nữa. Mày mày làm gì với mày. Dầm mày đeo cũng tao không phái mày. Xe nó hư nặng quá. Gắn chạy đi vô. Tao bạn anh hai mày nè. Mày đừng với tao nữa. Bạn anh hai đâu. Đi chạy nhanh rồi. Ê mày đừng với tao mày. Dương ơi cứu anh. Trời ơi tí giờ tí xe chạy lâu quá. Trời ơi sao đi. Ủa anh đang đánh đang hướng đó nè. Quỷ giỏ biết lại mày quỷ giỏ. Bắt cua lêu. Mày bị vũ rồi. Mẹ nó trừ chạy xe qua dí anh chạy bộ luôn các bạn. À có thiệt sự là chỗ này nó ra được không vậy? Cái tôi biết nữa. Anh nghĩ tụi này nó cù bắp lắm, anh tính chọc nó xíu mà ai ngờ tụi nó gắt quá mày. Má chui vô đường hầm rồi tự hủy luôn rồi. Quá đúng tự hủy luôn. Không cái đường này đi ra hơi xa á. Quá xa lắm không? Xuống bạn. Họ nhức đầu với mày đó. Giờ xuống bạn. Nó chạy xuống không? Mình chạy lên lại à. Mày lại mày trốn trong đi từ mày lại trốn trong rồi. Nhức đầu của mày nghe mày. Quỷ. Đi hỏi mày, có lẽ mày thay với mày. Dẻo. Anh đang quay lại đi anh Trung ơi. Mày lại đâu? Đang quay lại đường hầm cổng. Mày lên chỗ cái cổng trên đường hầm được không? Anh men bị hành bộ với anh nè, anh không có xuống anh không lại anh gì. Anh xem nào bu được không? Được. Ui da.
hết vạn. Nó đang với anh đây ơi. Bóng con ác nó vô. Cắn kìa. Có NBU đó. Chết mẹ anh up PT rồi không NBU được. Úi dồi ôi. Ôi, anh thấy chiếc xe nào chạy ngang nè. Ây xe tụi nó tới nè mày ơi. Trời ơi. Hết mẹ với anh là đường cùng rồi. Đập cánh anh bài quá. Cứu anh tụi mày ơi. Anh đang trên chỗ đốc nhà. Gần chỗ sửa xe á. Mẹ không ổn rồi tụi em ơi. Không ổn rồi. Vì này đã ra rồi em đi xa rồi nè. Mẹ bây giờ đi con cách nhảy qua tòa nhà cái đối diện nên tẩu thoát thôi. Mà cao quá. Có mấy anh này gì mày ơi. Quá chậm à. Anh nó bắt dấu anh rồi, bắt dấu anh. Cái giờ sao đây các bạn. Mình nhảy quá các bạn ơi. Ê có cầu thang xuống. Có cầu thang xuống. Cầu thang xuống đâu vậy. Rồi. Con ấy. Trời nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Chỗ này đi xuống lại hoàng té lầu chết á. Mắng anh không dám bật radar lên luôn á. Ê đứng lại mày ơi. Từ cái xe đúng không anh? Đúng. Ngay gần chỗ cái tòa thị chính á em. Biết không? Không phải tòa thị chính mà cái chỗ nào ta. Đầu lông trắng hả? À đúng rồi, đầu lông trắng, cây xăng đầu lông trắng. Cái tòa xô đó. À em thấy là sao được. Ê mày đừng bọn đâu bọn nó. Hay quá, hay quá chị ơi. Mày nào biết ông Giang đi trời. Ôi shit, tụi nó đông quá. Chuyên cúc. Tụi lấy trò siêu này Dương. Ok. Hay quá. Mày mới sửa xe xong mà má quằn cái xe chết mẹ luôn. Cái xe nó như mày. Tẩu đi em ơi. Cơ hội rồi tẩu luôn, tụi nó bắt xe hết rồi. Em tẩu gì nhau vậy? Em thấy mày này chạy bộ rồi. Tẩu đi. Giờ mình tẩu về nhà của anh đi. Tẩu về nhà của anh đi. Cái nhà cho thành phố á. Cắt cạn xe đó đi. Anh bây giờ níu quá vô nhà mình cứ ngủ thời gian đi mày. Ok. Mãi lâu lắm rồi mới về nhà đó bạn. Để lâu lắm rồi mới vô thành phố ha. Đúng rồi. Từ ngày anh em ở đây nhớ nhà các bạn. Ủa, mình... đây, nói chạy phút. Nhà mình có gì thay đổi, sự thay đổi không ta? Nên mặc ra đây nè. Đấy, xong nhiệm vụ các bạn, mặc ra anh khỏe. Dạ. Ôi má, mình còn chấm máu các bạn. Được cái phải tắt ra cái mình không biết mình còn nhiều máu các bạn, không bị sợ chết. Dương, dắt xe về coi để anh kiểm tra cái xe coi. Về ra. Để anh gọi Bi coi. Ngon rồi, hấp tiền ơi. Anh gọi cho lão Bi nha. Lão già mày. Phải có khi nào lão gài mình không anh em? Anh nghe thằng em ổng mới bệnh á. Lâu. Hay là ai mày. Alo. Nghe sao? Lắm. Rồi, ra cái bãi đậu xe bên casino đem xe vào hứa rồi. Bãi đậu xe bên casino hả? Ừ. Đồ ổn không tụi em? Cho bảo bệnh giờ với sợ chạy ghê nữa. Thôi mình về biên giới đi được ha. Giao xe luôn, giao xe lấy tiền luôn. Dạ thôi. Mày gì ăn mở điện thoại mà tính có nghe hết rồi. Ủa dạ. Rồi nói chung là anh em đang đi dọn ở xe giao cho ông mà. Rồi anh em qua liền uy tín. Mẹ quên đang nói chuyện hỏi ổng nữa. Ôi giời, dở rồi giao lụm 20 triệu đi về luôn mày ơi. Chứ giữ xe nó làm gì? Để đậu đồ mình mất công mà nó báo mất rồi camera nó quay lại thấy cảnh anh chảnh sao. Má xe đẹp quá anh. Mày đâu vậy? Mày về nhà anh đi Dương. Thôi em về đâu, em đi luôn nha. Quay. Quay xe quay đẹp nhờ. Nhất. Má để chụp kiểu ảnh với anh. Chụp kiểu ảnh với ơi. Má để ngồi lên xe anh chụp kiểu ảnh cho quách xì nách đây. Đó. Ờ xe em dính máu chứ em chạy ra cất đi. Đậu bên đây nè. Ui đẹp thiệt sự các bạn. Phiên bản gốc Star Game luôn các bạn ơi. Phiên bản của GTA 5 luôn, phiên bản xe đua luôn các bạn. Mâm nè các bạn. Lớp nè, ui Lamborghini Racing luôn.
quá đỉnh. À, làm cái ảnh này. Hai anh em đứng hai bên đi, anh đứng chính giữa nha. Ok. Bung cánh cửa lên tụi em. Cửa này hình như cửa ấy đó. Đúng rồi. Đó. Bung, trời ơi, mày bung cửa lên, mày đóng lại luôn Dương. Dương, mày bung cánh cửa bên mày lên đi Dương. Ủa cửa em đang bung mà ta. Chưa bung. Rồi bung đó. Quỷ đâu. À mày ngồi đó như vậy. Rồi, đóng mẹ cửa của mày lại kìa Dương, hai mày mở cùng lúc. Rồi. Bung chưa? Trời ơi, Dương đóng lại rồi. Mày đừng có đụng nhẹ, mày đừng đụng vô cửa xe, đụng cửa xe ra đóng lại Dương. Trời ơi, đóng lại nữa rồi. Em thấy nó mở đã, anh nó bị lại gì đây à? Không bị lại đâu. Mày tại mày đụng á. Dạ để em mở cho, em mở cho. Rồi. Quỷ Dương mở. Rồi Quỷ Dương. Rồi, mở bên đây ra đi. Thằng nào mở cửa xe khéo khéo á. Rồi, được rồi. Được rồi. À. Anh từ từ đến xây cái ghế ngồi của anh cái. Ngồi kỳ á. Thì sao lại mất hết rồi. Ê mày đứng xích sau cái cửa. Ê mày đi chạy sao mày đứng sau cửa xíu đi chừng. Hai mày đứng phía sau mới đẹp. Rồi đứng bên hông xe cách xa xíu thôi. Rồi, vậy được chưa? Không, mày đứng về không mấy đâu rồi. Thầy luôn. À, em đứng này về được chưa đại ca? Hả? Chụp ơi trời, chụp đến chụp thẳng mặt đây. Ở góc 19 đúng không các bạn? Rồi góc bên hông mày qua nè, rồi. Diễn thần rồi chứ. Thằng Dương đứng xích lên Dương. Trường đứng xích lên luôn. Dương đứng xích lên nữa. Lên nữa. Rồi trường đứng xích lên mà đứng xích vô xe xíu. Rồi, Dương đưa chạy lên cho đứng đi, thằng trường đứng đâu ok rồi. Rồi Dương quay mặt qua bên nhìn sang trái. Ừ đúng rồi đó. Ok. 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 Chụp. Được rồi. Em thấy okay. Không bị chắc đợi hơi lâu mà. Ừ nhắc mới nhớ. Này dám cầm cây gót chuối không đợi mình. Mới nhớ mày, anh em mình đi đâu xe, đi cấp xe mà tưởng xe của mình không à, sống ảo mày. Chúng đóng cửa là Dương, xe đẹp vãi. Quá đúng xe đẹp luôn mày. Con này xe... như đang có sự kiện gì á. Ừ. Sự kiện là anh em mình đang cấp được là của mình. Ui, đèn có đẹp các bạn. Nhìn nách, nhìn nách. Dạo qua bên Gaga, bên casino đúng không? Đúng rồi, casino rồi. Rồi, đánh nhau à. 44 rồi, số gì ta? 44 cái số 44. Xe đua mày. À dạ. Ừ, cái số đua mày Valentino Rossi hay là ông nào đó có cái số riêng á. Này cũng vậy thôi. Cha, cái chặng trước là cha thấy nó bùng không? Có, nó bùng sức đúng không? Mày chạy phải không? Mày chạy dữ quá à. Không. Bắt đầu xe chạy ra là anh thấy mày hay rồi đó, giỏi. Má anh bị quỷ kia nó dí quýnh mà, nó quýnh đến gần chết luôn mày. Cái đường hầm nó đại ca biết dài bao nhiêu không? Dài sao? 150 cây số. Má mày chụp gió mày, 150 cây số. Má mày nó dài hẹp đó đại ca. Nó dài mày. Không một đi là không trở lại. Má nhìn thấy không quá. Đáy gì nữa. Vậy anh em mình đáy. Nãy hết là tụi nó đi hết nè, em quay lại, đi lại đường cũ mới ra được á. Rồi. Còn anh mà bị quỷ ghê dí mà nó quỷ dí anh dí đất mà anh chạy từ hầm anh leo lên tới nóc nhà rồi anh nhảy đi nóc nhà xuống luôn á mày. Nãy nó dí anh tới đường cùng anh tưởng nó anh nhảy lầu. Còn nó dạy mà... luôn à. Ừ. Hai chục kỳ của nó mà đâm xe dí heo anh vậy à. Ừ đúng quýnh anh chết vậy đó. Tụi này nó không có cái bệnh gì trong người đó mày. Máu điền rồi. Máu điền. Không, không phải máu điền mà máu dâm. Liên quan gì mày làm với anh là con gái vậy mày? Thì biết đâu nè. Bị đau. À. Cửa nó vào đầu rồi chị kìa. Quá, cửa đi xe bèo đi. Thằng casino đúng mà. À đây. Quỷ xe đạp. Đến muối vào vòng đấy. Cũng già này sao dạ. Hai đầu nhanh với ta. Dếm cái gì em nội. Bình tĩnh. Làm gì ngẫu vậy? Chiếc xe tao. Ai mua cho cái áo phao nhìn đã vậy?
chiếc xe mày mượn nó đâu? Xe nào? Xe nào? Chiếc xe mày mượn nó phải đâu? Mượn gì không nói, có đâu. Mượn gì Dương? À đây ra biết xe gì rồi. Biết xe gì? Chiếc xe mà hãy mày mượn ra đâu rồi. Đâu? Đâu? Ai mượn đâu? Ai mượn? Khủng nó nói gì vậy? Mượn xe ổng chứ không đi xe đạp rồi. Ừ xe nè coi đi à. Xe đây nè chứ có nãy mượn không chiếc nào đâu lộn nào không nội mày thấy tôi cầm ba cái hàng là dành cho ba ngoài vậy tại vì đưa em cây em chém anh đúng không họ chém dạ 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 coi em nó giỡn đi nó giỡn đi ơ quá chứ quá lọc đầu có bi tao đó cười muốn bụng muốn bệnh như vậy ok làm tốt lắm lại đưa tiền nè mày đây bây giờ tổng cộng 20 triệu xe tụi mày làm gì đâu đang đứng nhìn đâu mà đâu có gì đâu người lớn nói chuyện chỉ cho họ xe 20 triệu thôi ơi bỏ vậy 2 triệu là nói 2 triệu mươi không nói tới nói lui vậy còn xe nãy ông mượn không nói gì á không nhớ gì hết không có mượn gì hết á mình chờ vị trí xe mình ngoài mượn tao mất tiêu rồi giờ ông đưa nhiêu vậy đưa 2 triệu đủ đó mày mày điên hả ê ê ê ê đúng sao mà con mặn tôi được má mày chạy chạy Dương Dương chạy chích đầu cái đó chích đầu cái đó đi ai giả này là tóc bé vậy mặn tao lửa má cứu cứu cái gì anh nên má trời nó chạy máy quỷ trường mới nó nhanh này chứ đưa anh có 2 triệu rồi xe này xe này sẽ mà xe này sẽ anh chạy trước chứ đúng Quỷ Dương sao rồi ổn không cứu có anh cũng chạy đây Hiên Thần cũng phải chạy đây tôi cánh nát quỷ anh chạy nhanh vậy rồi quỷ mày không chích điện không ơi mày chạy chứ mày đứng đó làm gì nó lại ca tâm em mẹ hết máu luôn rồi sao rồi mày chạy hết được không Được, em thoát rồi Quỳ chị, chơi chặn cây với em mình là đâu có được các bạn à. Các bạn thấy mình chạy xe đạp kéo không? Ông vừa nói 2 triệu đó là chút chút điện liền. Ai tụi nhìn đó. Sao bây giờ qua mặt cho anh em mình được? Ông Quỳ gì cũng điếm ha, tính leo lên chạy ha Trường. Đúng rồi, em leo lên liền mà. Leo lên liền mà. Trời ơi, gì tụi em ơi. Đâu vậy? Má anh mới té xe đạp đầu vô cục đá mình bị thương rồi chỗ nào anh không biết nữa anh đang gần cái chỗ nào anh cũng chả biết nữa thôi rồi để anh về bệnh viện đi tụi bay giấu xe đi bữa sau gặp ổng mày giao xe lại chứ bọn này mày chơi dạo này thấy điếm lắm mày thấy đía lắm đó giờ mình về bệnh viện cho bà ừ về giấu cái xe đâu đi má okay, hay ổng vô này ổng đía lắm rồi đó anh đang cứ giấu đỡ cái xe đây rồi sau này anh gọi nói chuyện ổng cho hàng chi anh thấy okay. Nghe 20 triệu là thấy điêu thấy đéo nào rồi đúng không khứa này điếm thúi rồi đúng thôi rồi em cứ giấu xe đi nha anh miễn chạy thoát rồi mình là má mình té đập đầu cục đá mình chết các bạn hả sợ mày chứ anh té nhẹ nhàng luôn á hả anh nghe em bị ám sát rồi anh Dương thấy không Lên mày sao anh vậy? Mày mất xe hả? Ông lấy xe rồi. Trời ơi. Trời ơi. Coi. Ai đâu ông hai thằng đi luôn rồi. Ông đi luôn rồi. Trời. Trời có húp có 2 triệu luôn mày. Trời mày. Má ông cửa ông xe luôn rồi. Mày lấy xe để ông bắn lại. Trường này. Đang chạy xe mà. Anh chị xe ổng cho nguyên cái bắp chuối đó. Bò mọi coi cái nha. Ok kệ đi 2 triệu cũng đắp được phần nào các bạn ạ. 2 triệu đủ tiền bệnh viện các bạn ạ. Ba thằng ở bệnh viện luôn rồi. Coi okay, kèo này đã có thật sự thành công các bạn. Rồi, ok rồi. Mọi người. Video hôm nay sẽ kết thúc tại đây các bạn. Vậy làm sao mình
Ghép dòng bombi á, làm content này hay á. Lần sau chắc mình phải mày cho ông ra đảo mày, anh em mình quy động hết lực lượng, mình lùa ổng bữa cho ông chạy săn dịch lên ông biết ha. Ờ đúng rồi. Rồi, rồi anh em mình bữa sau tập hợp anh em lực lượng SD của mình dí các bạn ạ. Ok mọi người, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha. Nếu các bạn thấy hết video này nhớ để lại cho mình xin một like, được subscribe cho kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye các bạn. Bye bye anh em. Bye bye anh em nha. Ok, bye bye các bạn.